Trời ơi, mày qua kiếm bác mày chạy luôn vậy trời. Bác kêu tụi bay qua đây á là có chuyện để nói với tụi bay. Thì có gì nói đại đi. Trời ơi, cái tình hình sợ vợ của bà bay nha, tao nói nó lan tỏa khắp cái khu phố này rồi. Mà bây giờ nó không còn ở trong khu phố nữa, nó lan ra tới quận, lan ra tới thành phố, lan ra tới cả nước. Cái chuyện đó thì liên quan gì tới tụi con? Sao liên quan? Tụi bay làm mang tiếng mang tai khu phố này quá mà. Mà tao là trưởng bối ở trong khu phố này, tao phải nhụt chứ, đúng không? Vậy bây giờ sao? Tao quyết định thay đổi tụi bay. Thay đổi cách nào? Bây giờ bác mở một cái lớp chống sợ vợ. Tụi bay cần phải tham gia. Lớp học chống sợ vợ. Thầy chào tụi con. Chào thầy. Hôm nay là buổi học đầu tiên. Ngoài thầy là giáo viên dạy chính thức, còn một giáo viên trợ giảng nữa để cho lớp học thêm sinh động. Thầy xin giới thiệu với tụi con, giáo viên trợ giảng của chúng ta đó là cô giáo Emily Miley. Emily. Con, Emily Lin xin kính chào quý vị khán giả. Emily Lin xin gửi đến quý vị khán giả lời chào trân trọng và yêu thương nhé. Con, quý vị khán giả ơi, hôm nay quý vị khán giả cảm thấy thế nào ạ? Có vui không ạ? Đất ơi trời, đây là lớp học. Cô là cô giáo chứ không phải là ca sĩ. Lộn rồi. Dạ. Chào lại. À, cô giáo xin kính chào tụi con. Cô giáo giáo. Có gì nhớ trả tiền đầy đủ nha chú. Mua đồ cũng tốn kém đấy. Được rồi. Cô nói tính sao đi. Tiền. À, để không mất thời gian, thầy sẽ nhào vô dạy bài đầu tiên cho tụi con liền. Bài đầu tiên: nếu bị vợ chửi hoặc vợ đánh, mình sẽ làm gì? Mộng Thương. Dạ. Trò đứng lên. Dạ thưa thầy, khi chúng ta bị vợ chửi hoặc vợ đánh, chúng ta phải đứng im chịu chẳng ạ. Yeah. Bình thường ở nhà là vậy không luôn á. Đúng rồi thầy. Tao đập nát tài bây giờ đó. Bị vợ chửi vợ đánh cái đứng im chịu trận à. Chứ vậy đâu phải rồi là đàn ông. Con đóng vai Mộng Thương. Còn Emily Mai Liên. Dạ. Con sẽ đóng Tiên Sa. Yes. Rồi, bây giờ khi bị vợ chửi, vợ đánh, Mộng Thường tức quá, đang cầm cái ly đập xuống đất. Qua đây, qua đây thực tập. Rồi, bây giờ chửi đi, chửi, tức quá, đập cái ly. Dạ thưa thầy, con không dám đập ạ. Bởi vì ở nhà khi làm bể cái ly con sẽ bị bể đầu. Bởi vậy mới phải học. Đập đi, đập. Đó, bởi cái ly rồi đó. Cái ly bể rồi. Chồng với cho con ngất cái mặt lên con. Đứng lên. Đó, tụi con nhìn đi, có người chồng nào mà xấu xa hèn hạ vậy không? Đây là tấm gương của tụi con nè. Đúng rồi. À đó, bình thường tụi con đâu có soi vô được đâu. Thế này thấy ghê không? Coi mặt nó nè, nham nhở, ngu si đần độn. Ve ra. Để thầy làm vai Mộng Thường. Cắt. Dạ. Tua lại lúc đập cái ly. À, cái ly bể rồi. Chồng với cho con giật cái mặt lên coi. Nắm tay vợ lại, không cho vợ manh động. Mắng thẳng vào mặt vợ: bà làm gì vậy hả? Tôi làm bể có cái ly thôi à. Bà là vợ tôi, bà phải dẹp. Tại sao bà muốn đánh chồng hả? Bà liễu hồn mà nghe chưa? Dẹp đi. Dạ. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Từng đứa lên tập với cô nhá. Rồi Mộng Thương. Dạ. Đi. Lên thực tập. Cô làm cái gì vậy? Tôi chỉ làm bể cái ly thôi mà cô làm quá đáng. Cô là vợ cô phải lượm lên, nghe chưa? Trời ơi, ve cái gì, ve cái đầu tụi bay á. Mày nói gì trả bài vậy, mày phải đời thường, mày phải nạt nộ, phải hùng hồn, đánh thét. Anh dở quá, tôi làm cho coi nè. Tao làm trước. Đi. Tao có gì, má cái này dễ ẹ. À, bể cái ly rồi, chồng với cho con, nói cái mặt lên coi. Cô làm cái gì vậy? Cô là vợ tôi làm bể cái ly thì cô phải dọn, cô nghe rõ chưa? Cái gì vậy? Cô là vợ thì cô phải lựng chứ. Trời ơi, không được cà lắm. Phải nói suôn sẻ lên. Bị cà lắm à. Thầy ơi, nó bị cà lắm rồi. Đúng chứ không? Làm lại. Thầy hướng, nhớ làm lại. Trời ơi, thầy ơi. Chào các con. Con chào thầy. Sao rồi? Hôm qua về nhà có thực hành bài đầu tiên không? Mộng Thường. Dạ thưa thầy.
Con không dám làm ạ. Sao vậy? Dạ thưa thầy, con không đủ tự tin. Nữa còn suốt. Còn con? Dạ thưa thầy, hôm qua vừa gặp mặt vợ con vừa tính thực hành thôi. Các anh hiểu luôn rồi. Trời ơi, nhưng mà không sao. Không phải một ngày một bữa, tụi con phải rèn luyện, nghe chưa? Bữa nay chưa được thì phải tập tiếp, tập chừng nào được thì thôi. Dạ, hiểu chưa? Dạ bác chờ. Bác thư, con nói bác nghe nè. Bữa giờ con đợi điện thoại, con đợi hoài mà nó không có báo tin nhắn là tiền đã vào tài khoản. Mày sao tiền bạc quá. Học sinh nó chưa đóng tiền làm sao có tiền để trả cho giáo viên. Đợi vài bữa nó đóng đi rồi bác chuyển cho, nghe chưa? Mệt ghê rồi, còn Hùng Dũng đâu rồi? Hùng Dũng không biết nữa thầy ơi. Thầy ơi, không biết giờ thầy dạy hai đứa con được rồi, còn nói kể đi. Trời ơi, lớp đã ít rồi mà còn nghỉ hoài, sao đủ sở hụi. Nè, tụi con đóng tiền chưa? Ê, Đức ơi, Ngoài đóng. Ê. Rồi thấy ghê vậy? Trời, bị gì vậy con? Có gì đâu ngạc nhiên. Hôm qua về thực hành liền tay luôn. Bài học ánh mắt hình viên đạn đó. Phải liếc nhẹ vậy thôi, bầm luôn con mắt. Trời, mới liếc thôi đó Nga. Không sao, thầy quên dạy tụi con bài học đầu tiên nó có những cái phản ứng phụ, mình phải kiên nhẫn, không được từ bỏ, vậy thì mình mới thành công, hiểu chưa? Dạ. Hôm nay thầy sẽ dạy cho tụi con bài thứ hai, đó là bài làm thế nào để có thể hãnh diện chảnh chẹ bước ra khỏi nhà mà không cần xin phép vợ. Nặng như vừa thôi chứ. Cũng thương binh như nhau mà sao mắc mới không bắt được khiên. Ê, lố. Chịu khó ngồi đi, Ê, chắc kỳ này bỏ học quá. Tôi là con một chứ bộ. Mà học cái kiểu này chắc như nhà bị đòn tuyệt giống tôi luôn quá. Hai em ơi, chắc anh buồn quá, anh theo lớp này hết nổi rồi. Tôi nói thiệt á, tôi ước gì giờ á, có một chục trứng gà lăn cho nó đỡ xấu á. Quýnh bầm con mắt. Cầu được ước thấy trứng gà nè. Quẹo nữa. Dừng tay lại, rút tay về. 10,000 trứng, quẹo lửa. Bác Tư, vì bác mà tụi con ra nông nổi này, nở lòng nào bác kinh doanh cho thân xác học trò hả bác Tư? Đúng rồi đó bác Tư, đáng lý ra là bác phải đầu tư cho tụi con mỗi đứa 1 chục trứng lăn cho nó đỡ xấu cái mặt. Ở đâu ra? Thầy cũng phải mua trứng về thầy mới luộc lên. Cũng tốn này tốn nọ vậy. 10,000 trứng là rẻ rồi. Quẹo lửa lăn. Lăn xong lột lửm. Trời ơi tiện lợi quá mà. Rồi lăn trước đi. Nè, khoan, đứa nào lấy thì phải nhớ nha. Đó tôi ghi sổ đó. Rồi con ghi sổ đi. Một trứng là đứa 1 trứng đúng không? Rồi lăn đi. Thầy ơi. Về. Báo cáo với thầy chắc tụi em theo không nổi, chắc bỏ lớp quá thầy ơi. Dạ đúng rồi, thiệt luôn á thầy. Đây là mấy bài học đầu tiên thôi, nó hơi khó một chút. Ông nó vô guồng rồi là dễ dàng lắm. Mới có mấy ngày tụi con đã thân tàn ma dại vậy. Theo thầy thời gian chắc tụi con chết luôn. Thôi điên quá, thôi lăn đi. Bình tĩnh đi, tôi dạy cho. Hiểu không? Bác Tư. Trời gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì gấp vậy con? Cái gì gấp? Gì vậy? Gì vậy là sao? Hả? Thả tim hả? Tiền. Tiền gì? Con phải trả cho người ta đòi. Ai đòi? Mày thiếu nợ ta hả? Thiếu nợ, bây giờ người ta đòi gấp quá. Trời đất ơi, mày việc kiểu gì mà về đây gây nợ là sao vậy trời? Không phải, con đi về, con đem đâu có nhiều đâu. Con mượn người ta để mua sắm nè, mua sắm nhiều bây giờ. Trời ơi, cũng vừa lắm à. Việt Kiều về đem không có nhiêu tiền, về du lịch thăm gia đình là được rồi. Xe xua làm chi, mượn đầu này được, mượn đầu nọ rồi giờ mắc nợ. Mệt mỏi ghê không, mỗi ngày bà thay 3-4 bộ đồ. Thấy không nè, quần áo son phấn, cũng vừa lắm à, tao mệt lắm. Thôi, không có liên quan tao, mày tự mượn, mày tự trả. Mày từng có than thở với tao cái gì hết trơn trời á. Bác nói vậy, bác được. Con đầu tư tất cả để muốn làm trợ giảng cho nó đẹp. Bây giờ bác nói như vậy, con không làm trợ giảng cho bác nữa luôn. Thôi, không cần. Mình tao dạy được hết á. Tao ôm nguyên cái lớp tao dạy được hết á. Không cần ai trợ giảng tao hết trơn á. Bác không cần tao. Không cần. Bác nhớ nha. Nhớ, sao không nhớ? Được rồi, bác xin quá đi. Về đây, về. Các anh không còn học nữa. Cái gì vậy? Đây, tôi xin trân trọng thông báo cho các anh biết. Ngươi đã mở ra lớp học chống sợ mà. Các anh gọi là thầy đây. Nhiều năm trước được phong là đệ nhất sợ mơ. Hả? Cái tôi này mày nóng. Ủa? Hồi xưa bác tới cũng có vợ hả? Có. Có luôn hả trời? Ngày xưa bác tới cao lắm, cao 1m7. Bây giờ đáng biết, bây giờ còn mét mơ. Trời ơi.
Bác Tư, vậy là sao bác lừa tụi con hả? Vậy là sai lầm rồi. Đúng rồi. Đi về không học được. Đi về đi. Đi đi đừng thay đổi. Lấy luôn. Lấy cái trà về.